đi trở lại với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Nếu quý vị là khán giả mới, xin vui mời đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những video mới nhất ra nhé quý vị. Và đừng quên giao lưu tương tác với MC Khánh Linh qua trang Facebook MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, trong những tháng vừa qua khi cơn đại dịch đặt đến thì một số business trên nước Mỹ đã đóng cửa hoàn toàn và những người dân lâm vào tình trạng thất nghiệp. Để cứu trợ cho những người công nhân thất nghiệp, thì ngoài cái tiền hỗ trợ thất nghiệp của tiểu bang, thì bên cạnh đó, chính phủ liên bang cũng trợ giúp cho những người công nhân thất nghiệp 600 đồng một tuần cho tiền thất nghiệp của liên bang cộng với tiền thất nghiệp của tiểu bang. Số tiền đó đã giúp ích được rất nhiều những người công nhân bị thất nghiệp để có thể tồn tại trong một vài tháng qua. Tuy nhiên, cái hạn của tiền thất nghiệp 600 đồng một tuần đã sắp đến ngày hết hạn là vào cuối tháng 7. Vì thế mà có rất là nhiều những cái đề xuất, yêu cầu cũng giống như trong cái đạo luật Hillsboro mà bên Dân Chủ đề ra và đã được Hạ viện thông qua nhưng vẫn còn đang nằm ở Thượng viện và chắc chắn cái điều này sẽ không được bên Thượng viện đồng ý. Vì họ không nghĩ rằng đất nước Mỹ đã mở cửa nền kinh tế trở lại mà tại sao lại tiếp tục cho người dân 600 đồng. Vì thật sự một người dân làm công nhân bình thường có thể một tháng họ cũng chưa lãnh được tới 2.400 đô la. Nếu với cái số tiền thất nghiệp mà hiện giờ họ đang lãnh trung bình của liên bang thôi là đã 2.400 đô la cộng với tiền thất nghiệp của tiểu bang nữa là có thể hơn 3.000 đô la một tháng. Cho người làm full time hay là người part time đều cũng có số tiền như vậy nha quý vị. Sau đây là tin tức cập nhật mới nhất do chính Bộ trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ cho hay. Thêm 600 đô la một tuần bảo hiểm thất nghiệp không còn cần thiết như lời Bộ trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ cho hay. Bộ trưởng Lao động Eugene Scalia cho biết ông không nghĩ rằng cần phải có trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 600 đô la một tuần. Khi được hỏi liệu ông có hỗ trợ tiếp tục tăng cường lợi ích cho việc cắt giảm thuế lương payroll tax cut mà Tổng thống Trump đã đề nghị. Đó là một điều thực sự quan trọng phải làm khi chúng ta đóng cửa nền kinh tế của chúng ta. Người Mỹ trên khắp đất nước về cơ bản đã được nói là chúng ta cần phải có biện pháp, nhưng về cơ bản họ đã được thông báo bạn không thể đi làm ngay bây giờ. Tôi không nghĩ chúng ta cần lợi ích 600 đồng trong tương lai, Scalia nói với Fox News on Sunday. Các trợ cấp thất nghiệp được liên bang tăng cường sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7. Trong thời kỳ được gọi là cuộc suy thoái lớn của 10 và 12 năm về trước khi chúng ta suy thoái, thì trợ cấp thất nghiệp liên bang được thêm vào là 25 đô la một tuần. Những gì chúng ta đã làm trong đạo luật CARES là thêm 600 đô la một tuần. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Năm rằng cắt giảm thuế biên chế có thể được bao gồm trong một dự luật hỗ trợ coronavirus giai đoạn 4 mà đảng Dân Chủ Quốc hội dự kiến sẽ phản đối. Chúng tôi đang làm việc trên giai đoạn 4. Chúng tôi đang làm việc với Quốc hội, Tổng thống Trump nói. Công việc đã bắt đầu. Steve Mnuchin có thể cung cấp cho bạn một cuộc họp ngắn, nói về việc cắt giảm thuế lương. Chúng tôi đang nói về việc nhiều tiền hơn được cung cấp cho người dân Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump không đồng ý với đảng Dân Chủ trong dự luật Heroes là gia hạn tiền thất nghiệp 600 đô la một tuần cho đến tháng 1 năm sau 2021 vì ông đang có một kế hoạch mới là ông muốn đề xuất cái việc mà gọi là payroll tax cut, có nghĩa là việc cắt giảm thuế lương. Khi mà chúng ta đi làm, chúng ta đóng thuế về tiền lương của mình thì cái này có thể giảm xuống thay vì cứ cung cấp 600 đô la mỗi tuần cho những người không đi làm hay là đang bị thất nghiệp. Vì ông nghĩ là bây giờ chúng ta mở cửa lại kinh tế rồi thì chúng ta phải đi làm. Việc gì mà chúng ta phải tiếp tục cung cấp những tiền cho những cái người bị thất nghiệp nữa, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ dùng cái tiền payroll tax cut để mà giảm cái tiền đóng thuế trên cái lương của mỗi người khi đi làm. Còn ý kiến của quý vị như thế nào, xin đừng quên để comment bên phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.